Thị trường bất động sản London tăng trưởng mạnh. Một căn hộ trị giá 2 triệu bảng Anh ở khu Chelsea của London với đầy đủ các đồ nội thất nhưng đã không có người ở trong nhiều tháng. Đây là một ví dụ về một xu hướng đáng lo ngại trong trung tâm London, đó là người mua không phải để cho mướn mà chỉ là mua để đó. Bất động sản ở London những ngày này sinh lợi rất cao, chỉ sở hữu một ngôi nhà là đủ, không cần phải sống ở đó hoặc thậm chí không cần phải tìm người thuê. Những người nước ngoài giàu có thường là chủ sở hữu của những căn nhà, những căn hộ mua để đó này. Hiệp hội Đại lý Bất động sản Anh Quốc ước tính có khoảng từ 50-70% các bất động sản thuộc sở hữu những người không phải là cư dân London hoặc thường không có người ở. Đây thường là một khoản đầu tư của những người giàu có trên thế giới và vị trí là yếu tố chính. Những người thật giàu có muốn mua trong khu vực được gọi là Tam Giác Platinum, tức Mayfair, Knightsbridge và Belgravia, là một trong những nơi có các bất động sản có giá cao nhất thế giới. Về phía Bắc, đại lộ Bishop được biết đến như là khu vực của các nhà tỷ phú. Người ta ước tính 1/3 các biệt thự tại đây bị bỏ trống, một số đã không có người ở trong nhiều thập niên và đôi khi bị bỏ hư hại. Với mức giá gia tăng một cách nhanh chóng, những người chủ sở hữu không có ý định sống tại đây mà chỉ xem căn nhà như là một đầu tư thì họ cũng không muốn mất tiền để xây một căn nhà mới để rồi bỏ trống trong 10 năm. Chỉ số mới nhất cho thấy giá nhà ở London trung bình đã tăng cao hơn 18% so với năm ngoái và cao hơn 20% so với mức kỷ lục vào năm 2007. Lãi suất thấp đã giúp cho sự bùng nổ bất động sản cũng như cuộc truy lùng những người trốn thuế của Hoa Kỳ làm cho London trở thành một nơi hấp dẫn hơn cho những người giàu có đầu tư. Rất khó để định lượng tác động của các bất động sản mua để đó đối với nền kinh tế địa phương. Nhưng các ngôi nhà trống không làm gì để thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng, yếu tố mà Anh Quốc đã dựa vào để xây dựng sự phục hồi gần đây. Và vấn đề không phải chỉ duy nhất xảy ra ở London. Những địa điểm nóng bất động sản như Hồng Kông, New York và Dubai cũng được xem là nơi để đầu tư vào một căn nhà mà không thật sự sống trong đó.